Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Đây lên clip giới thiệu cho bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang cúc áo S500, một phiên bản camera mới nhất và pin khỏe nhất. Đó chính là mẫu camera S500 ngụy trang cúc áo này. Thì như trên màn hình các bạn ấy, nó đang là một mẫu S500 này nhá. Đấy, mắt camera của nó đây này. Đấy, thì khi mà sử dụng các bạn sẽ bóc mình dán mặt này ra nhá. Cái dàn chống xước của cam này. Đấy. Mắt camera thì rất rất là nhỏ luôn nhá. Đây. Kích thước cực kỳ nhỏ nhá, bằng đúng một que tăm. Cái góc quay của nó thì rất là rộng luôn. Góc quay là 150 độ. Hình ảnh của nó sẽ hình ảnh full 4K nhá. Có chức năng kết nối từ xa qua 3G, có cảnh báo chuyển động, có ghi hình chuyển động, lưu trữ và thẻ nhớ nhá. Rất là ok. Đó. Và dây cam của nó sẽ là một dây cam cao cấp này. Đấy. Dây dù luôn nhá. Dây cam cao cấp cực kỳ là chất lượng nhá. Thì dây cam cao cấp ở nhà mình nó khác với các dây cam ngoài thị trường, chính là các bạn có thể gập thoải mái luôn, không bao giờ sẽ bị gãy mất gãy dây cam nhá. Còn khi mà bạn mà sử dụng các hàng fake ngoài thị trường ấy, các bạn gập nhẹ này là gãy, mà đã gãy thì sẽ là bỏ nhá. Còn dây cam của mình thì các bạn có thể thoải mái luôn, co giật thoải mái nhá, cực kỳ chắc chắn, cũng như gập các kiểu luôn. Đấy. Tiếp nữa thì bên dưới đó sẽ là bộ phận main. Main của nó sẽ bao gồm là công tắc tất bật này, on off này, nút reset này, chân sạc khi sử dụng hết pin thì sạc vào này. Còn dưới này nữa thì sẽ là một khay cắm thẻ nhớ. Và khi mà các bạn mua hàng tại cửa nhà mình nhá, mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ để các bạn lưu trữ dữ liệu. Đấy. Đó, chỉ cần các bạn đăng ký kênh YouTube của mình thôi thì mình sẽ tặng kèm thẻ nhớ cho các bạn nhá. Đó. Ok, tiếp nữa. Tiếp nữa thì cái bộ phận main của nó thì kích thước thì bằng đúng hai ngón tay này. Rất là nhỏ luôn đấy. Đấy, còn độ dày nó không bằng một ngón tay luôn, độ dày không bằng một ngón tay luôn, rất là nhỏ luôn nhá. Thích hợp cho các bạn mà muốn sử dụng để quay trong nhà này, đấy, để quay ra ngoài trời quay, hỗ trợ cho anh em có thể là lưu trữ bằng chứng, đấy, để có thể là bảo quản tài sản cá nhân. Đấy. Lưu trữ bằng chứng ấy thì là trong các trường hợp như là các bạn đi ký kết hợp đồng, các bạn đang họp trong các cuộc họp lớn ấy, muốn lưu trữ lại các bằng chứng, cũng như là các bạn muốn sử dụng để các cái vấn đề liên quan đến tiền lỏng ấy. Tại vì dòng camera của mình khi mà bạn bật lên nhá thì lập tức sẽ tự động quay và lưu luôn, dù bạn có kết nối điện thoại hay không, không quan trọng, nó đều tự quay lưu hết. Đấy. Rất là hay nhá. Và khi mà bạn mà muốn xem lại chẳng hạn thì bạn có thể xem lại trên điện thoại này, hoặc là muốn xem trực tiếp điện thoại đều được hết nhá. Đấy. Hình ảnh thì siêu sắc nét rồi, hình ảnh full 4K, là còn có chức năng kết nối từ xa, ghi hình chuyển động, cảnh báo chuyển động. Thì dòng camera S500 nhà mình bán cực kỳ chạy luôn, cực kỳ tiện ích. Đấy. Và bộ phụ kiện của nó thì sẽ có một túi ngụy trang này, một dây sạc và một sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng này sẽ bằng tiếng Việt nhé. Đây sẽ là các cái bước sử dụng camera. Đấy. Và dây sạc này thì khi hết pin thì các bạn sẽ sử dụng dây sạc để sạc vào. Còn phần bộ túi ngụy trang này thì nó sẽ là rất là nhiều đồ ngụy trang luôn. Đấy. Bao gồm các cúc áo này, đầu đinh đinh vít này, cúc quần này, đầy đủ cho các bạn luôn nhé. Đấy, muốn sử dụng được ấy thì các bạn sẽ chỉ cần lắp vào đây cho mình thôi. Ví dụ như đây, đây còn cúc áo nhá. Đấy, cúc áo này rất là phổ thông luôn, các bạn dùng cực kỳ kín luôn. Đây, ngoại hình đây các bạn nhá. Đấy, khi mà lắp thì nó đúng vào giữa mắt camera luôn. Đấy, và sẽ có khứa cạnh để các bạn là cài cúc áo này cực kỳ chắc chắn nhá. Rụt ra thì các bạn sẽ rụt vừa phải thôi nhá. Đấy, là được. Đó, ok. Đó, các bạn mà có nhu cầu quan tâm đến dòng camera siêu nhỏ, camera được ngụy trang cúc áo S500, một phiên bản pin khủng nhất tại cửa nhà mình, thì liên hệ trực tiếp cho mình có số điện thoại là Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Đấy. Giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn sử dụng cũng như là vào test sản phẩm luôn. Đấy. Để sử dụng được chiếc camera này, đầu tiên các bạn cần làm đó chính là bật nguồn lên. Và đây chính là công tắc tất bật này, các bạn gảy nút này. Đấy, bật lên nhá. Sau khi bật lên xong thì tiếp theo bạn cần làm nó chính là tải ứng dụng để mình có thể kết nối vào điện thoại nhé. Ứng dụng để kết nối thì nó sẽ có tên là Lookcam. Ứng dụng Lookcam này tất cả điện thoại cảm ứng đều dùng được hết. Đấy, mình dùng iPhone là mình sẽ vào App Store này, chọn mục tìm kiếm này, đánh chữ Lookcam ra nhé. Lookcam là LOOK nhé, OO này, KCM này. Đấy. Đây, biểu tượng sẽ là màu xanh nước biển nhé. Các bạn tải về này, tên Lookcam đây. Đấy, tải về xong thì bạn sẽ chưa vội mở lên nhé. Sau đó thì bạn sẽ thoát ra và các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại. Đấy. Sau đó thì bạn sẽ nhập vào phần cài đặt Wi-Fi nhé. Khi ở phần cài đặt Wi-Fi đã hiện ra một mã Wi-Fi có chữ G thì ấn kết nối cho mình. Đó. Các bạn lưu với mình, đó chính là mã Wi-Fi sẽ có chữ G, một vài số, vài chữ và không mật khẩu nhé. Kết nối xong nó có báo là mạng không có internet thì không sao cả nhé.
do đây là tín hiệu wifi của camera phát ra nên là sẽ không có internet nhá. Cái lô xong thì vào ứng dụng nút cam là mình dùng thôi. Đấy, rất đơn giản đó. Ok đây thì nhá, thì khi mà bạn truy cập vào ứng dụng nút cam nhá, nó có báo dòng chữ tiếp như này, các bạn ấn ken này để kết nối trực tiếp vào camera nhá. Các bạn chọn mình mục device online này, chọn ken này là kết nối trực tiếp vào camera nhá. Đấy, đây đây sẽ là phần chất lượng hình ảnh của nó này. Đấy, mình quay luôn cái gian hàng mình nhá, hình ảnh con này thì rất là nét luôn gọn nhá, đây siêu sắc nét luôn. Đấy, biển cá mình này. Đấy, thì đây nhá, thì ví dụ như là khi mà bạn soi ấy, mà nó có bị ngược hình ảnh như này này. Đấy, các bạn có thể chỉnh ảnh bằng hai mũi tên đây nhá, mũi tên lên này sẽ là lật ngang và mũi tên ngang này sẽ lật dọc này. Đấy, đây mình sẽ lật cho bạn này. Đấy, về đúng khuôn luôn nhá, hình ảnh con này soi chữ cực kỳ nét luôn, cũng như là bạn có thể cài đặt chất hình ảnh lên trên, chính là cài đặt ở góc trên này, đây để to màn hình này trên này, và chọn hình ảnh 4K nó sẽ cập nhật hình cao nhất nhá. Đấy, nét chưa? Đó, đây gian hàng của mình đây, nhà mình thì rất là nhiều hàng luôn, cực kỳ là nhiều, các bạn có thể sự lựa chọn các bạn. Đấy, soi chữ nét luôn, và các bạn có thể zoom lên này. Đấy, zoom để xem rõ hơn nhá, rất là nét các bạn nhá. Ok chưa? Đó, camera ngụy trang cúc áo S500. Đấy, tốc độ quay cực kỳ mượt, đưa đầu quay đấy cực kỳ mượt luôn. Đó, rồi thì đây sẽ làm cái chất lượng ảnh của sản phẩm nhá. Tiếp theo ấy thì nó sẽ có phần âm thanh. Để nghe được âm thanh ấy, các bạn chỉ cần bật cho mình cái loa này lên này, và muốn nghe âm thanh nó to rõ ràng ấy thì tăng âm lượng điện thoại lên. Đấy là nghe âm thanh nhá. Đó, giờ mình bật loa để test cho bạn nhé. Điện tử XO. Ok chưa? Đó các bạn nhé, thì đó sẽ là phần âm thanh sản phẩm. Đấy, phần âm thanh này thì đây là mình đang đặt hai thiết bị nó ngay nhau nhé, nên là có tiếng xung đột khi mà các bạn xem từ xa cũng như là khi mà bạn xem lại ấy, cái tiếng xung đột này sẽ không còn. Đấy, rất là hay nhá. Và camera của nhà mình thì nó vẫn hiển thị rõ là ngày giờ tháng năm ở trên đây. Đấy, ngày giờ tháng năm này. Đấy, hiển thị cực kỳ rõ và chi tiết luôn nhá. Đó, cập nhật giờ quốc tế luôn. Và trong đây của mình thì cũng có các cái phần như là chỉnh độ sáng, độ tương phản này. Đấy, chỉnh chiều quay, góc quay, chụp ảnh, quay video là đều đầy đủ luôn. Đấy, các cái phần trên này thì các bạn chắc không cần sử dụng nhá, tại vì là camera nhà mình ấy, nó sẽ tự động lấy ánh sáng nên là bạn chắc không cần sử dụng. Đấy. Ok, phần trăm pin đây này, nó sẽ báo phần trăm pin để các bạn thấy biết tình trạng pin này. Đó, ok. Thì đó sẽ là phần chất lượng ảnh cũng như là phần âm thanh sản phẩm. Tiếp theo ấy, thì khi mà các bạn muốn kết nối từ xa ấy, thì các bạn sẽ phải đặt cho mình hai điều kiện. Một là xung quanh camera này phải có wifi, và hai là điện thoại các bạn phải có mạng di động 3-4G hoặc là wifi tí. Đấy. Đặt hai điều kiện này rồi nhá, các bạn ấn cho mình phần bánh ra cài đặt đây. Chọn cho mình mục device setting này, chọn là mục wifi setting, nó hiện ra là toàn bộ wifi xung quanh camera của bạn. Các bạn chỉ cần tìm cho mình cái wifi nào căng nhất và các bạn bấm mật khẩu ấn vào nó cho mình. Sau đó thì nhập cho mình mật khẩu wifi thôi. Nhập xong các bạn ấn ok là mình đã kết nối từ xa rồi nhá. Khi kết nối từ xa thì nó sẽ là không giới hạn khoảng cách ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào. Các bạn chỉ cần mở điện thoại lên là xem nhá, không giới hạn đâu. Đấy, đó sẽ là một kết nối từ xa nhá. Cũng như ấy, là dòng camera của mình thì các bạn có thể đổi mật khẩu. Đấy, để đổi mật khẩu được thì các bạn phải ấn chữ device online đây. Đấy, các bạn chọn mục modify này. Nó hiện ra là các dòng chữ. Đấy, 3 dòng chữ đây nhá. Thì dòng đầu tiên nó sẽ là phần mật khẩu cũ, và mật khẩu mặc định của camera nó sẽ là 123456 nhá. Dòng thứ hai nó sẽ là phần mật khẩu mới. Đấy, thì các bạn sẽ nhập cho mình mật khẩu mới vào. Đấy, mật khẩu mới này thì các bạn muốn nhập nhờ là các bạn nhập nhá, cứ dễ là các bạn sẽ nhập. Đấy, cứ dễ nhớ là nhập nhá. Ví dụ mình là điện tử XO. Đấy, XO chẳng hạn. Đó, thì bạn chỉ nhập điện tử XO. Dòng dưới thì nhập lại mật khẩu là được. Đấy, rất đơn giản nhá, kể cả cách đổi mật khẩu cực kỳ đơn giản. Camera nhà mình thì siêu dễ sử dụng rồi, chỉ cần mỗi tải ứng dụng là dùng thôi. Đó, thế nên là các bạn có nhu cầu nhá, quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera được ngụy trang cúc áo S500, một phiên bản pin cực khủng, nhà mình thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc là Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Bên mình có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi trong vòng 1 năm mình sẽ đổi mới hoàn toàn cho các bạn, và có ship hàng toàn quốc nhé. Nhận hàng các bạn đều được kiểm tra, các bạn test hàng, thử hàng chuẩn đúng như quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán, còn không các bạn để hoàn hàng hoặc là trả hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí đâu cả. Đấy, ok. Đó, thì các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để nhận được những phần quà hấp dẫn nhất tại cả nhà mình, cũng như sẽ được nhận một chiếc thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu. Ở xa thì mình có miễn phí ship cho bạn ở xa, còn ở gần thì qua trực tiếp
hai cơ sở nhà mình tại Hà Nội và Sài Gòn để tham khảo như thử hàng trực tiếp các bạn nhé. Giờ xin chào toàn thể các bạn ở những video clip tiếp theo.